Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là sáng nay thứ năm, ngày năm Tây tháng 12 2019, chúng ta tiếp tục học về kinh Đại Thừa. Học bộ kinh Đại Thừa thì các vị thấy nó có nhiều cái điểm rất là sâu sắc, mà nếu như chúng ta không có cái duyên để được nghe, được học thì các vị thật sự là một sự rất là uổng. Và khi học kinh Đại Thừa thì như tôi đã thường nhắc đại chúng là cố gắng gọi là vận dụng cái nghe mình bằng cái chân tánh. Và khi cái nghe đó nó đưa vào cái trí não chúng ta suy nghĩ tư duy cũng bằng cái chân tánh, thì nó rất là vi diệu. Các vị nên nhớ, tôi xin khẳng định lại cho đại chúng một điều rằng đối với nền giáo lý nhà Phật, không có một sự việc nào, lời dạy nào, bài kinh nào gọi là huyền bí, gọi là bí mật hết. Chỉ có trong kinh thì chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư chia chẻ soạn lục, gọi là sao chép á, thì có nhiều cái danh từ gọi là ẩn dụ, thí dụ. Giống như ngoài đời thì các vị nhớ nhà văn, nhà thơ, họ có những cái cách hành văn, hành thơ bằng ẩn dụ, thí dụ, quán dụ, vân vân. Thì đối với kinh tạng của Phật giáo á, khi mình còn sử dụng trong cái ngôn ngữ, cái văn tự, thì mình cũng không rời cái vấn đề ngôn tự, văn tự theo cái lập trình, theo cái quy tắc của ngôn ngữ văn tự. Thành ra các vị nên nhớ, tôi xin khẳng định là một điều là tất cả kinh Phật, dầu là nguyên thủy hay là phát triển, dầu thời đại xưa cũng như thời đại nay, không có một lời kinh nào mà gọi là bí mật, gọi là huyền bí hết, mà lời Phật là lời chân thật. Cho nên nếu như mà có một vị giảng sư nào mà giảng mà nói đây là những lời gọi là huyền bí thì coi như đó không phải của đạo Phật. Cái thời đại chúng ta ngày nay á, chúng ta nó có nhiều cái may mắn, đồng thời thì nó luôn luôn nó có hai mặt song song. Hãy nó có may mắn thì nó có sự tàn hại. May mắn là kinh sách nó quá nhiều, từ cái chuyện in ấn ra thành giấy mực cho tới bây giờ bỏ trên trang mạng đầy đủ hết, nhưng mà cái sự học và sự nghiên cứu chúng ta lại thờ ơ. Còn cái thời mà thiếu kém về bút mực, về sách vở, hay là chưa có phát triển về truyền thông, về trang mạng đó, thì coi như chúng ta nó thiếu kém như vậy mà chúng ta tổ tiên, người trước của chúng ta đó, họ cố gắng, họ sao chép, họ học thuộc văn tự, họ sao chép cho ra được cái chữ viết bằng cái, khi mà ngồi sao chép bằng cái viết tay á, gọi là tả đó, thì nó đã có một phần trong là tư duy và học hỏi đúng rồi. Còn chúng ta ngày nay cứ ỷ rằng nó có hết rồi, cho nên chúng ta cứ mua kinh, mua sách về thì chúng ta cứ để trên kệ đó. Có lắm khi á, gọi là có nhiều cái chùa đóng một cái kho gọi là tàng kinh cát, cái chữ tàng là kho, chữ tạng là kho đó, gọi là tạng kinh cát. Nhưng mà bây giờ thật chất mà nói tạng kinh cát đó không ai rớ vô đọc hết. Bởi vì thứ nhất là tạng kinh cát thì đại đa số trước kia đó là bằng chữ Hán. Thời đại bây giờ thì cái giới trẻ đâu có học chữ Hán bao nhiêu,
cho nên rồi để đó giống như là tôn thờ cái chữ của một quốc gia khác vậy. Rồi bây giờ Tạng Kinh các ngày nay thì có một số bắt đầu đã in chữ Việt, mà trong đó cái vai trò trách nhiệm của một vị thượng tọa hiện bây giờ ở tại Việt Nam là chịu trách nhiệm coi như là in in hết cái kho tàng kinh các chữ Việt Việt ngữ của chúng ta 20 năm á. Thì bây giờ tôi nói thật các vị là bây giờ nếu có in xong rồi đó thì đại đa số, chứ dĩ nhiên tôi không nói hết, đại đa số rồi cũng mua về đó chắc đó để làm cái tàng kinh các mà thôi. Cho nên cái sự nghiên cứu, cái sự tìm hiểu ngày nay chúng ta nó không có nhiều. Rồi các cái vị đi học á, đi học với một cái trường phái nào đó, học một cái quốc gia nào đó thì lại là coi như để thể hiện cái sự học của mình, sự hiểu của mình với cái trường phái, với cái quốc gia đó, thì bắt đầu nói theo cái kiểu của mình học để chứng tỏ cái ngã ta đây là cái người có văn bằng, có học vị, có nghiên cứu, có tới quốc gia đó. Ví dụ như các vị mà học bên Đài Loan thì cứ về cứ là nó bên Đài Loan như vậy, các hòa thượng như vậy, các chùa viện như vậy, lời kinh bên Đài Loan giải thích như vậy. Còn các vị học Ấn Độ thì bên Ấn Độ như vậy, thực tế như vậy, xã hội như vậy, kinh điển như vậy, vân vân. Cho nên cuối cùng rồi á, cái chung nó cũng không không thâu về một mối, mà cuối cùng nó cũng chỉ là cái riêng lẻ. Bởi tất cả ngày nay tất cả chúng ta nó quá nhiều quá là cái sự che chắn của cái bản ngã rồi là cái ngã sở hữu. Cũng như ở ngoài đời ngày nay, cái văn hóa của ngày đời hôm nay mà tôi dùng cái văn hóa chửi đó, là hiện tại nhất là ở tại nơi quốc nội nó có cái tình trạng là gọi là chửi chửi mướn, chửi mướn để rồi có được sự cho tiền, để được cái sự lấy tiền ở trên cộng đồng, có lấy tiền ở trên 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 ở trên cái trang nhà YouTube. Cho nên như vậy tôi nghĩ rằng một cái thời gian nữa đó thì cái nền văn minh hoặc là cái chuyện mà cái đòi hỏi để mà thị hiếu, để mà cái gọi là làm những cái việc mà ra đồng tiền bằng bằng cái chuyện mà không đạo đức, không lương tâm lương tri, làm để mà gọi là chửi mướn, coi như như vậy thì tôi nghĩ một thời gian nữa thì coi như thời gian không xa nữa thì những người đó không có việc làm thì coi như cuối cùng rồi phải đi trộm cướp, đi giết người, đi cướp của để mà sống. Đó là một cái sự tàn dư của một sự văn minh của thế giới nhân loại. Văn minh theo lẽ ra để phục vụ cái lợi ích cho con người, để cho con người có đạo đức, con người có cái thời giờ để phát triển cái trí tuệ, để làm cho con người mình an lạc, để làm cho xã hội nó an bình. Nhưng mà ngược lại cái văn minh nó chỉ đưa lại lợi ích về cái mặt vật chất và nó chỉ đưa lại cho một số nào đó trí thức, còn ngược lại không khéo nó lại tàn dư của cái văn minh đó làm cho một số người lại trở thành ra cái biếng lười, cái nhát, coi như là vô vô tiền khoáng hậu. Ở tại quốc nội quốc ngoại này á thì các vị nhớ có một thời gian nó có một cái tình trạng, nhưng mà tình trạng này ít chứ không nhiều, nhưng mà nó có. Tuy nhiên tôi cũng xin lỗi các vị ở nơi hải ngoại, nếu như chúng tôi không phải là sợ, ở xứ xứ tự do là cái tự do ngôn luận, nhưng mà hiển nhiên nói ra đó có những người không có như vậy thì họ lại khó chịu. Nhưng mà các vị phải bình tĩnh suy xét, ở quốc ngoại này có một thời gian là có cái tình trạng là đi biểu tình mướn. Nếu như biểu tình vì một cái tính cách chung á, tính cách chung, lợi ích chung cho người, lợi ích chung cho số đông thì cái đó là được sự ủng hộ của một số đông, một cộng đồng. Còn biểu tình mướn là thí dụ như cá nhân, ví dụ như anh sòi không ưa anh mít, vì ganh ăn ghét ở, vì nghi kỵ, vì thù cá nhân gì đó, thì bây giờ chụp một cho người ta một cái mũ, rồi bây giờ mướn 1 giờ biểu tình cách 10 năm về trước á, là một cái người mà đứng mà cầm loa mà chửi chửi 1 giờ đồng hồ là $35.
Nhưng mà bây giờ cái tình trạng đó là tôi nghĩ đã bắt đầu cái xã hội nó văn minh nó không còn nữa. Nhưng mà những người đứng chửi mướn như vậy á, thì là những người gọi là không có gọi là nói về luật pháp hay là nói về 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 cái công ăn việc làm á, thì không có công ăn việc làm. Chứ nếu như mà vô cớ mà đi mà vu khống người ta chửi bới người ta, nếu mà giống như mình có nhà cao cửa rộng, mình có gọi là có công ăn việc làm, có tiền ra tiền vào, người ta có thể, người ta đủ cái bằng cớ, người ta thưa mình là mình có thể là phải phải đền bồi danh dự, đền bồi vật chất. Còn những người làm như vậy là hoàn toàn đối với cái mặt luật pháp về mặt giấy tờ á, là họ khai là họ không có công ăn việc làm, hoặc là họ lớn tuổi, hoặc là họ bị bệnh tật, hoặc họ kia, cho nên họ đi chửi mướn như vậy để họ lấy cái tiền gọi là tiền tiền mặt. Nhưng mà tình trạng đó ngày nay thì dường như không còn, hoặc là còn còn rất là tối thiểu. Còn ngược lại cái xã hội mà ở tại nó quốc quốc nội Việt Nam thì bây giờ nó loạn lạc ở chỗ là có những người làm cái nghề tay trái, làm những cái nghề như là YouTuber, gọi ở Việt Nam gọi là YouTuber mà bên bên Mỹ gọi là YouTube đó, thì coi như là họ làm theo lẽ cái trang nhà mạng YouTube, họ tạo cái điều kiện để cho những người đi làm để quay lên những cái cảnh đẹp của trên hành tinh này, những cảnh đẹp của các quốc gia, hay là nói lên những cái hồn nhiên, những cái khám phá ra những cái bí hiểm ở trong những cái núi hay là biển hay là rương vân. Nhưng mà cái người vô ý thức thì lại đem cái việc thị phi nhân ngã chửi bới để tạo cái điểm hiềm khích cho mọi người nghe. Mà như vậy cho nên gọi là cái tình trạng là cái văn hóa nó bị tiêu mất. Mà cái chỗ này là tương lai tất cả những cái người mà làm những cái điều đó, mà nếu như ở tại nước quốc ngoại này mà chúng tôi đồng lên tiếng và ký tên vô đề nghị gửi cho cái tổng đài là báo cáo là cái tình trạng hù dọa, tình trạng hăm dọa, tình trạng khủng bố, tình trạng bôi nhọ như vậy. Ở các vị biết bên Mỹ này nó có cái nhân quyền chỗ đó. Thì như vậy thì các cái trang YouTube của ở tại quốc nội Việt Nam hay là ở các cái quốc gia thì nó bắt đầu nó sẽ có sự thay đổi. Nhưng mà làm như vậy chỉ một vài phần tử cá nhân vô tiền khoáng hậu như vậy mà mình làm như vậy thì tội cho những người người ta có cái tấm lòng, người ta muốn quảng bá cái đẹp của cỏ cây, cái đẹp của hồn thiên sông núi, cái đẹp của con người, cái đẹp vân vân, thì như vậy nó vạ lây cho một số người khác, thì rất là không phải vì cá nhân mà làm như vậy được. Chứ hiện tại bây giờ chúng tôi xin xin có gửi lời với tất cả các vị là hiện bây giờ tại nơi hải ngoại, những người trí thức chúng tôi lắng nghe được là họ rất là bất bình cái việc mà không sự thật của cái tất một số cái trang trang mạng internet, người ta rất là khó chịu. Cho nên như vậy nó làm vạ lây nó nhiều việc cho những người tốt. Thì như vậy nếu như mà tình trạng nó không dừng lại thì buộc lòng những người trí thức họ mới lên tiếng. Bởi vì những người trí thức họ không có vội vàng, họ không có mà đụng đâu họ 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 vinh lấy, mà họ chờ khi cái chuyện nó đã chín mùi, khi đó họ lên tiếng một cái thì coi như là cái mọi việc nó sẽ sắp xếp xong xuôi công việc. Bởi vì người trí họ luôn đứng nhìn khi những cái sự việc nó xảy ra, không phải là họ không có điều kiện ngăn cản, nhưng mà lúc đó chưa hiểu đâu là đúng đâu là sai, thì hoặc là đâu là hay đâu là dở, thì họ để coi sự việc nó đem lại cái kết quả như thế nào. Khi kết quả nó gần đưa tới cái sự tàn hại thì bắt đầu họ mới lên tiếng. Như vậy tôi nghĩ rằng nước Việt Nam, nếu những cái trang mạng YouTube mà nếu như không có những cái kiểm chứng,
không có sự thật thì trước sau gì nó cũng phải đưa lại cái hậu quả khôn lường. Mà hậu quả khôn lường thì những người nó liên lụy tới rất nhiều người ăn nhờ sống trên cái trang mạng đó, thì các vị thấy nó ghê lắm. Cho nên xã hội nó càng văn minh thì coi như nó sẽ tàn hại nền văn hóa có, nền đạo đức có. Tôi những bài giảng chúng tôi không muốn xen dự nhiều vào những cái việc này, nhưng mà bởi vì lý do đó là nếu như mình cứ y vào kinh mình nói không đó thì nó rất là coi như là nó rất là thiếu sót, bởi vì Phật pháp nó không rời cái thế gian giác. Tôi hy vọng rằng có những người nghe điều đó. Các vị biết rằng như tôi đã nói như vậy thì cái tình trạng ngày nay theo tôi tìm hiểu là các cái vị mà làm những cái YouTube yêu cầu có, nếu có đăng ký trên cái trang tổng đài trang mạng thì 1.000 người ở tại nơi Hoa Kỳ này coi á, thì cái trang nhà mạng nó sẽ trả một cái YouTube đó một tháng là mấy bao nhiêu đô la. Dĩ nhiên nó không nhiều, nhưng mà nó gom lại nhờ nhiều cái YouTube. Rồi 1.000 người ở tại Việt Nam hay 10.000 người Việt Nam vô coi thì nó trả bao nhiêu. Cho nên bây giờ một số trang nhà mạng nó gắn kết với nhau. Thí dụ nó cùng một phe, nó bây giờ tao hay là tôi đăng cái đó là các vị cũng phải hùng vô, coi như là phải tải ra cho các bạn của các vị. Rồi các vị cũng đăng cái nội dung đó, đăng một chiều như vậy, một hướng như vậy, để nó tạo cái thị hiếu, nó tạo một cái sự mà mãnh liệt lên, để cho nhiều người coi lên. Nhưng mà cái cuộc đời á, cái gì mà xấu, cái gì mà hấp dẫn, cái gì mà nó mờ ám á, thì lại rất là nhiều người coi. Tức là cái gì mà ám rất là nhiều người coi, cho nên người coi rồi, nhất là coi mà không có suy nghĩ á, coi chỉ nghĩ một chiều thôi, thì nó sẽ làm cho bao nhiêu người khác và cứ truyền ra. Ví dụ như tôi mà nếu tôi rảnh á, nếu tôi rảnh nha, chứ mà tôi không có thời giờ. Nếu như tôi rảnh tôi giảng như thế này, rồi các em, các huynh đệ đem cái những cái bài giảng của tôi xuống trang YouTube, rồi tôi thấy như vậy, cái tôi bấm cái đường link đó, tôi copy đó, tôi gửi, thì tôi coi như là tôi cho là tôi có quen 1.000 người đi chẳng hạn, thôi 100 thôi, tôi quen 100 người thì tôi gửi, thì như vậy trong một ngày đó ít nhất cũng là 5-6-70 người bấm vô coi tôi gửi cái gì, tôi nói cái gì. Thì các vị thấy cái tình trạng như vậy đó mà vô tình cái người ta gọi là vô coi đông. Cho nên những cái điều kiện này, nếu như chúng tôi có cái thời giờ, chúng tôi sẽ họp một số thiện hữu tri thức lại và chúng tôi sẽ nói hết những cái sự thật và gửi lên cái tại cái trang mạng của YouTube tại Hoa Kỳ này. Thì buộc lòng trang mạng YouTube này nó phải kiểm chứng, một là nó phải dành cái thời giờ để kiểm tra lại, hai là nó sẽ cúp luôn tất cả mọi việc. Cái đó là sự thật. Cho nên chúng tôi xin phép các vị là nói lên như vậy để cho những anh em mà làm những cái trang mạng phải coi như là phải kiểm tra lại mình. Cái thứ hai nữa đó là tất cả, tôi có lời khuyên tất cả cộng đồng, những ai mà nghe Phật, nghe lời dạy của chánh pháp, là chúng ta phải dùng cái lý trí, chứ chúng ta không có dùng cái gọi là bằng cái mắt thường hay là cái lỗ tai thường hay là những cái chuyện gì theo cái hư vọng được. Bây giờ có những cái trang mạng nó dựng nên những cái hoàn cảnh khổ để nó đi làm tiền. Thế như tôi có vừa cho người tìm hiểu thử thôi, thì có một cái em nọ, nó lấy cái mái nhà của người dì đó, mà cái mái nhà đó là người dì nó để gọi là để dựa ve chai. Nó lấy cái mái nhà của người dì nó để vừa cái để vừa cái chai, vừa những cái lon, những cái mũ hư bể cái chai đó. Hồi xưa người ta gọi là cái chai lông vịt, nhưng bây giờ thì tôi nghĩ rằng cái chữ lông vịt nó không còn nhiều, cho nên gọi là cái ve chai. Rồi nó bắt cái người mẹ vô ngồi trên cái võng đó,
rồi là nói là bây giờ nhà mình khổ lắm mẹ ơi, nhà mình khổ, mẹ ăn chưa, rồi mẹ thế này thế kia, để kêu gọi cái tình thương cộng đồng mạng. Rồi nó mới kêu gọi bạn bè của nó, mày nên vô, mày comment vô, mày nói giùm, à tội nghiệp cái chú này, tội nghiệp cái em này có hiếu với mẹ quá, có cái tấm lòng tốt, cái này kia nọ, để cho cái sự thị hiếu của nhiều người vô và gửi đi phát tán ra. Thế thì ở nơi hải ngoại này có nhiều người ta không biết, ta thấy ồ thấy tội nghiệp quá. Cái người mẹ này bệnh chắc gần chết rồi, bệnh gặp ung thư hoặc là đái đường hoặc là coi như bệnh cái gì đó mà xương sắp bại sụm, cho nên ngồi một chỗ đó để thằng con nó mới mười mấy tuổi mà nó phải đi lượm cái chai về, nó rồi cho mẹ nó ngồi đó mà cân bán vậy nghèo quá, cho nên nó mới kêu gọi là giúp đỡ cho mẹ nó. Thì nó kêu gọi giúp đỡ cho mẹ nó thì bá tánh thấy về tội, thấy về tội, cho nên hết cái nhóm này tới nhóm kia gom gom tiền về giúp đỡ, các gì thấy không? Nhưng mà khi tìm hiểu ra thì cái nhà đó là cái chòi của dì ba nó để bán cho chai Long Vịt, các vị thấy. Cho nên á, bây giờ tất cả chúng ta muốn làm việc tốt, muốn làm từ thiện, muốn làm việc tốt là không có chuyện gì mà xấu. Nhưng mà nó xấu ở chỗ là nếu như mình tiếp tay với những cái thành phần làm biếng làm nhác, lợi dụng cái lòng thương hại để cho mình tiếp tay cho nó, để nó ăn không ngồi rồi, nó đi chửi mướn, nó đi đâm thuê, nó đi làm những điều ác đức, thì các vị nhớ là đối với nhà Phật như vậy nó không phải là thiện. Thì nó tất cả những việc làm tôi có lời đề nghị cho trên trên tất cả những ai đang nghe Pháp, đây là lời tôi gửi gắm. Là tôi gửi gắm, đấy là tôi thương nó chứ không phải tôi ghét, không phải tôi ganh tị. Nhưng mà mình nói ra đó thì người ta nói thôi ai 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 được thì nấy mừng đi, đi soi bói chuyện người ta làm chi. Các vị thấy bây giờ xã hội nó có những cái thành phần như vậy. Khi mà đụng tới quyền lợi các vị thấy nó nhảy như là nước sôi mà hỏng vậy đó. Các vị để tất cả những gì, nếu như con người nào không vì nặng vì cái quyền lợi, nặng vì cái danh vọng, thì mỗi sự việc nó xảy ra đến đó, người ta rất là điềm tĩnh. Dĩ nhiên chưa có thành Phật, chưa có thành thánh thì nó cũng phải bị động, nhưng mà cái bị động nó rất là điềm tĩnh. Còn các vị nhớ đụng tới danh và lợi á, là nó nhảy ào ào, nó kéo phe, nó chửi không từ nan đó. Thì để tôi nói như vậy để cho tất cả những ai là thiện hữu trí thức, các vị nên nhớ chúng ta không tiếp tay cho kẻ ác. Đừng bao giờ nhìn thấy một cái bề ngoài mà chúng ta nghĩ đó là một cái con người tốt, chúng ta phải tìm hiểu. Nó ác tới mức độ mà nó dám lấy mẹ nó ngồi trên chiếc võng coi như là bại sụi sắp chết rồi, coi như là coi như là bà mẹ này coi như là ngơ ngác rồi, để cho thằng con nó phải đi lượm cái chai Long Vịt về nó, mà con một con thằng con đẹp đẽ, thằng con coi như là sáng sủa mà đi lượm cái chai Long Vịt để nuôi người mẹ bại sụi sắp chết rồi kêu gọi nhà. Thì các vị nghĩ coi có cái ác nào hơn không? Dĩ nhiên trên đời này người ta rất bất bình khi cái đạo con người là đạo hiếu mà con chửi cha mắng mẹ lại là người ta bất bình. Nhưng ngược lại có những người con nó không chửi cha mắng mẹ mà nó đem cha mẹ nó trù cho tàn mạt, nó trù cho sắp chết, nó trù cho bệnh tật để nó đi nương nhờ cái tiền thương hại của bá tánh như vậy, thì cái tội này đâu có khác cái tội chửi cha mắng mẹ. Mà các vị biết là tôi phải nói sự thật như vậy, nói lên sự thật thì ai ghét thì cứ tôi đã chấp nhận rồi thì tôi không không sợ nữa. Để cho tất cả những thiện hữu tri thức nhớ rằng chúng ta muốn giúp đỡ cho ai đó, đồng nghĩa có nghĩa là chúng ta giúp cho họ có một cái sự hạnh phúc, an bình, đạo đức, thì cái đó mới gọi là thiện. Còn nếu như mình giúp đỡ cho ai đó mà để cho người ta đi phá hoại cái nền văn hóa, người ta trở thành một con người hư dối với xã hội, ăn không ngồi rồi, làm những việc ác, coi như trù cha mà nhục mẹ như vậy, thì chúng ta không nên. Không nên. Thì tôi nói như vậy, dĩ nhiên ai chấp nhận, ai bằng lòng thì nghe, còn không chấp nhận, không bằng lòng thì cứ có dư tiền dư của thì cứ tiếp tay cho những cái ác như vậy thì cũng cũng không sao.
Nhưng mà mình miễn sao mà mình làm cái gì rồi sau này mình đừng có sự ân hận, đừng có sự tức tối đó. Những cái người như vậy, các vị biết, chúng tôi cho người tìm hiểu, nó không có dám cho số nhà số cửa gì cả. Thí dụ như ai muốn gửi tiền cho nó đó, nó cho cái ngân hàng, nó cho cái hộp thư, nó cho này kia thôi. Ghê gớm vậy đó các vị. Cái mưu mô xảo trá của một cái xã hội mà gọi là nó trên cái đà văn minh mà để làm cho con người tàn dư như vậy. Mà cái điều những cái điều đó, mà các vị biết những cái điều đó, thì tương lai cái nền văn hóa đạo đức ở tại nơi quê nhà mình nó sẽ không còn bao nhiêu nữa. Ai không đau, ai cũng sanh ra nghĩa đồng bào, ai cũng là có cái tình chôn nhau cắt rúng chứ. Nhưng mà các vị thấy cái chỗ đấy mà để chúng ta đau. Chứ hoàn toàn tôi tuyên bố một lần nữa đối với các vị, tôi không bên vực bên nào hết. Bất cứ là cái xã hội, cái chính quyền trước cũng như chính quyền hiện tại, nếu cái nào sai tôi vẫn có cái tiếng nói, chứ tôi không có mà theo một bên để nói một bên. Mà thí dụ như ngày xưa thời của Việt Nam Cộng Hòa, nếu như tôi biết được mà các bác ngày nay có làm điều gì đó mà coi như là hơi quá trớn, chúng tôi cũng nói. Còn xã hội chủ nghĩa ngày nay cái gì hơi quá trớn chúng tôi cũng nói. Nhưng mà chúng tôi nói một khía cạnh nào đó, chứ chúng tôi không quơ hết một cái dân tộc chúng tôi ra chúng tôi nói. Tuy nhiên người tu như chúng tôi thì hiển nhiên đạo Phật đã quy Phật rồi thì không có làm chính trị, nhưng mà thật chất bởi vì cái chân lý của đạo Phật, cái nền giáo lý của đạo Phật là nó phủ trùm luôn cả chính trị, lấy cái chính để trị cái tà mà. Còn nếu mà chính trị để chuyên về chính trị của thế gian thì đạo Phật chúng tôi không không cần thiết, mà cái chính trị đây là trị cho được cái tà, cái sai trái, cái quyền thế mà độc tài, độc tôn, hiếp đáp, hoặc là gọi là phong kiến, hoặc là quân chủ vân vân, thì cái đó chúng tôi cũng có quyền lên tiếng. Là con người, là đạo Phật, là chân lý bất cứ đạo gì, tôn giáo gì, chúng tôi xin thưa cho quý vị như vậy. Tuy rằng chúng tôi hồi nãy giờ hơn hơn 20 phút chúng tôi nói nó có hơi nghiêng về cái sự đời một chút, nhưng mà nó cũng là đạo. Các vị nên quan hệ cho chúng tôi, đó cũng là đạo. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, đạo sở dĩ mà có là không ngoài cái tinh túy của đời, tinh tế của vũ trụ vạn hữu để kết tinh lại thành cái đạo. Các vị nên nhớ, các vị phải biết cho rõ, chứ đừng nói ô sao ông tu, ông lo ông tu tới ngày ông đi nói chuyện ngoài đời, thưa các vị lầm rồi. Lầm, các vị lầm là tại đó những người không biết. Bởi vì Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế bất ly thế gian pháp, ly thế mít bồ đề, du như cầu thối giác. Phật pháp tại thế gian không rời cái thế gian pháp mà có, mà ly thế mít bồ đề là lìa cuộc đời mà có bồ đề thì không khác gì như đi tìm lông rùa sừng thỏ. Vì vậy bài hôm nay đó tôi nói hồi nãy giờ như vậy, vậy chứ là nói lên cái tựa của cái chương thứ 9 hôm nay rồi đó. Cái tựa chương thứ 9 là không nghĩa ẩn phú chân thật. Không nghĩa ẩn phú chân thật dịch ra đó là cái nghĩa không, mà cái chữ ẩn phú dịch ra là ẩn, là ẩn náu đó. Ẩn phú dịch ra là che lấp chân thật, cái nghĩa không che lấp chân thật. Giải thích cái tựa ngày hôm nay đó là cái pháp hư vọng. Cái pháp thì gọi là hư vọng, không thực có cho nên gọi là không. Mà cái nghĩa để hiểu cái không ấy nên gọi là nghĩa, cho nên gọi là không nghĩa. Mà nói theo vật ngữ dịch ngược trở lại là nghĩa không. Cái nghĩa không, nhớ không đây là không chân thật. Bởi vì tất cả các pháp nó đều là không thực có, nó chỉ là giả có. Nó giả có cho nên mới gọi là hư vọng. Mà Đức Phật gọi là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng.
hay là trong luận luận đó là như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như lời Thế Tôn nói tất cả các pháp đều là vô ngã, hàm sở hữu tướng, tất cả cái gì có cái tướng ở trên trần đời này đều là hư vọng, bởi vì hư vọng mới gọi nó là không. Như vậy không ở đây á, là không thực có nha các vị, nhớ cái chữ không của đạo Phật là không thực có. Tại sao gọi là không thực có? Như vậy là có chứ mà tại sao không thực có? Vậy là có đây là giả có. Thí dụ như cái máy tôi đang ghi âm các cái bài giảng của tôi, có đây chứ, nhưng mà giả có. Bởi vì do cái sự trí thức con người, do cái sự đầu tư của con người, do cái sự học tập, nghiên cứu con người mới tạo ra được cái máy ghi âm như thế này. Thì từ những cái như cái miếng mũ nè, cục pin nè, rồi con ốc nè, con bù lon hay là cái sợi dây thiều hay là dân dân, con chip, để nó tạo ra một cái máy ghi âm như thế này. Thì như vậy từ cái gì mà có, từ vô số cái ban đầu mà không tìm ra được cái khởi thủy của nó đâu, nó không hết được đâu. Cho nên nó mới kết hợp là thành cái phân biệt là đây là cái máy ghi âm hay là xưa gọi là máy thâu. Đó thì tìm ra cái khởi đầu nó không có cái gì mà của nó sinh ra nó, mà nó trùng trùng duyên khởi như vậy. Nhưng mà cái sử dụng của nó sao? Sử dụng của nó trong một cái thời gian, trong một giai đoạn. Nếu như chúng ta sử dụng kỹ thì chúng ta có sử dụng được 5 năm hay 10 năm. Nhưng mà nếu chúng ta không sử dụng kỹ, lúc chúng ta vô tình, ví dụ tôi lỡ tay rớt bể cái là chúng ta phải dục, đem đi quăng nó, đem đi luyện nó để cho nó không sử dụng được nữa, nó phải rã rời. Rồi cái mũ nó trả về mũ, xét nó trả về xét, dây thiều nó trả về dây thiều, vân vân. Thì như vậy nó gọi là không, là như vậy. Không mà có, bởi vì có đây là giả có, mà không là không thực thể. Cho nên pháp hư vọng không thực có, cho nên gọi nó là không. Cái không nó che lấp mắt Phật tánh, cho nên gọi nó là ẩn phú. Tuy rằng cái không như vậy đó, nhưng mà bởi vì mình kẹt trong cái không này mà mình chấp cho nó là có, cho nên mình đam mê, mình lưu luyến, mình bảo thủ, mình tranh giành, để rồi từ cái một cái chuyện có khi có chuyện nhỏ nhặt thôi mà mình đam mê, mình lưu luyến, mình bảo thủ, mình tranh giành, mình ích kỷ, mình đấu đá nhau để nó trở thành có khi giết nhau. Thì như vậy từ cái không mà mình không rõ là không thực thể này, mà mình tưởng đâu nó là thực thể, cho nên nó làm cho mình cái lu mờ cái tánh đạo đức của mình đi, cái tánh thánh thiện của mình đi, hay là nó Phật tánh của mình đi. Cho nên gọi là cái không che lấp mất Phật tánh, vì vậy mà gọi chữ ẩn phú. Còn nếu như mình biết nó là không chân thật, không thực thể, mà mình bằng lòng mình sống trong cái không đây, là mình chấp nhận với những cái sự có, mà có ở đây không thật có, mà mình không đam mê, không lưu luyến, không chấp mắt, mình không ích kỷ, mà mình cố gắng mình sống với cái gọi là trung đạo, thì như vậy thì gọi là ẩn phú chân thật. Cho nên cái tựa đề bữa nay là cái chương thứ 9 là không nghĩa ẩn phú chân thật. Vào Chánh Văn Kinh, bạch Thế Tôn, Như Lai tạng trí là Như Lai không trí. Mới vào cái câu, các vị thấy nếu chúng ta không học đạo là đọc thì sốc liền, rồi coi như xong rồi đó, thôi tắt đài đi ngủ, xếp kinh lại cất. Có sốc kỳ gì, mới vô câu gì nghe bạch Thế Tôn, Như Lai tạng trí là Như Lai không trí. Tại sao Như Lai không trí? Không trí là trí nhận biết Như Lai tạng. Cái trí ấy nó vốn tuyệt đối xa lìa cái chấp tướng, cho nên mới gọi là không trí. Hai chữ không trí thôi mà các vị thấy nó không khéo là mình bị mù mờ thế. Tôi xin nó tại sao gọi là không trí? Thế thì nó mình tách ra hai chữ. Cái chữ không có nghĩa là coi như là mình không có còn phiền não nữa. Mình không còn đấu đá, mình không còn hơn thua, mình không còn bảo thủ, mình không còn luyến ái, mình không dại khờ, mình không ích kỷ nữa. Cho nên vì những cái mình trở về những cái không không như vậy đó, không ác như vậy đó, thì mình vốn được cái trí
sáng suốt, thanh tịnh. Mình thấy như vậy, mình biết như vậy, cho nên mình tập tập thư thái, tập nhẹ nhàng, tập an lạc, tập buông thư để mình xa lìa những cái tướng chấp phiền não đó, cho nên mình trở về cái không trí. Tuy nhiên thưa các vị, cái danh từ này á, dùng cho Đức Phật, cho Như Lai. Tuy nhiên thì mình cũng tương lai cũng thành Phật. Nói đi thì cũng phải nói lại, các vị nhớ là cái lập luận của tôi nó không bao giờ mù mờ đâu nhé. Biết rằng cái danh từ không trí này dùng cho Phật, dùng cho Như Lai, dùng cho Thế Tôn. Nhưng mà bây giờ mình là con Phật, mình là đệ tử Phật. Mục đích tu hành của mình là trở về với cái địa vị Phật. Thì như vậy cái danh từ này hiện bây giờ là dùng cho vị Phật, nhưng mà mình tương lai không hẹn ngày nào. Nhưng mà nếu mình quyết chế đoạn trừ hết tất cả, sạch hết tất cả các lậu hoặc, mình không còn một cái gì mà vướng bận nhiễm ô, thì như vậy mình trở về cái không trí thì mình cũng là vị Như Lai. Chúng tôi xin nhắc rõ như vậy. Dẫu rằng hiện bây giờ tôi và các vị đang bị che, đang bị che chắn bởi phiền não, đang bị che chắn bởi những sự tham vọng, những sự ích kỷ, những sự si mê, những sự những cái bản ngã. Nhưng mà bây giờ nếu mình chịu tu, mình học đạo cho rõ rồi, mình hiểu rồi đó, thì mình vén cái lớp màn che chắn đó, thì mình cũng là một vị Như Lai. Cái đó là cái chánh tín của đạo Phật. Chứ đừng có nói là như vậy phàm phu là phàm phu hoài. Không có phàm phu hoài. Cái vốn sẵn có của mỗi chúng sanh là Phật tánh. Nhưng mà vì Phật tánh nó bị lấp vùi bởi những cái thứ tham vọng, sân hận, si mê, ích kỷ, dại khờ, điên rồ, luyến ái, cho nên những cái thứ đó nó che lại, mà cái Phật tánh nó không hiển lộ. Không hiển lộ là không hiển lộ ra bên ngoài. Chứ còn mỗi người chúng ta đều có cái Phật tánh chính nơi ngũ uẩn thân này chứ. Mà cái này là phải học Phật. Các vị mà nghe nổi những cái này đó là tôi xin lỗi các vị, là coi như các vị, thứ nhất là các vị đã nhiều đời, đã trồng sâu căn lành trí tuệ. Thứ hai là đời này chúng ta chịu nghiên cứu, chúng ta chịu học hỏi, chúng ta chịu tư duy tu tập thì mới nghe nổi cái này. Đây là sự thật. Nói như vậy không có nghĩa là chê những người hạ tiện, những người mà thấp kém, không có. Nhưng mà ý có cái lời tán dương rằng ai mà nghe nổi cái này là phải là đòi hỏi cái con người có trí tuệ. Dù là trí tuệ nó chưa hiển bài 100%, nhưng mà chịu mở bài. Như vậy tôi trở lại chữ không này, ý nói là không tất cả phiền não. Bởi không phiền não cho nên thấy Như Lai tạng, gọi đó là không trí. Lúc nào chúng ta tiếp cái lời thứ hai, từ cái văn đoạn văn tiếp. Bạch Thế Tôn, Như Lai tạng là cái mà tất cả A-la-hớn, Bích Chi Phật, Đại Lực Bồ-Tát vốn không thấy được, vốn không đạt được. Nói như vậy, đến đây để khẳng định rằng các hàng A-la-hớn, Bích Chi Phật, Bồ-Tát vẫn còn phiền não. Ôi, nghe vậy là các vị mới thấy khiếp đảm cho đạo Phật không? Xưa nay chúng ta cứ nghĩ rằng cái người tu là cái người đoạn trừ phiền não, mà tu mà đạt tới thinh văn là gọi là A-la-hớn, Bích Chi Phật hay Đại Lực Bồ-Tát là chúng ta cứ nghĩ rằng hết phiền não rồi đó chứ. Tôi xin vừa nói mà vừa chậm chậm vừa cho các vị suy nghĩ. Đâu có ai ngờ rằng hàng A-la-hớn tu hành để thành tựu A-la-hớn đó là tứ quả thinh văn, là quả thứ tư, quả cao tột đó. Cho tới hàng duyên giác gọi là Bích Chi Phật đó. Cho tới hàng Đại Lực Bồ-Tát luôn. Thì đâu ngờ rằng họ vẫn còn phiền não. Nhưng vậy là phiền não ở đâu? Thưa các vị nên nhớ học các cái đoạn trước đó. Cái phiền não mà hàng thinh văn duyên giác Bồ-Tát đoạn được đó, đó là cái phiền não gọi là tứ trụ phiền não, thượng phiền não và tứ trụ phiền não thôi.
Chứ còn một cái thứ phiền não ngấm ngầm mà chưa có tiêu diệt được, chưa có nhổ tận gốc, đó là vô minh trụ địa. Trời ơi, tôi tha thiết với cái huynh đệ ráng ráng mà nếu huynh đệ nào mà có học đạo rồi chịu khó miệt mài mà tìm hiểu cái này nó hay lắm. Cũng như hàng phàm phu các vị, thí dụ như các vị nói ôi tu và phiền não không chi thầy, thôi thầy ơi thầy tu thầy đừng có phiền não, nó nghe hay lắm. Nhưng mà các vị đoạn được cái phiền não nào? Các vị chỉ mới đoạn được cái thượng phiền não thôi. Các vị nhớ cái thượng phiền não là gì? Nhiều khi các vị đè nén ở trong tâm quý vị đó, ai xỉ vào mặt quý vị, chửi quý vị, mày là cái con quỷ, mày là con thế này thế kia, mày đặt vô đây mày tu, thôi bây giờ mình lỡ tu rồi ha, mình lỡ mặc áo tràng, mình lỡ là Phật tử rồi, ráng cười, chị chửi tôi vậy, thôi chị chửi tôi vậy, tôi có phước, chị chửi tôi vậy cho tôi có công đức, rồi tôi cảm ơn chị. Nhưng mà các vị nhớ rằng cái này nó chỉ mới đoạn được cái thượng phiền não thôi nha. Chứ còn tôi đố các vị và trong tâm các vị mà đừng có trỗi dậy đó. Cái đó nó bắt đầu nó đưa vào cái chủng tử. Lúc đó nó ráng lắm, ráng trước mọi người, nó ráng lắm, ráng cười. Nhưng mà về nhà nằm suy nghĩ, ủa, tại sao cái mẹ nó tự nhiên vô cớ chửi mình ta? Ồ, sao nghĩ cũng buồn ha. Các chị thấy không, bắt đầu cái đó là nó đưa vào chủng tử, nó sẽ hiện hành, nó sẽ không biết nó phát khởi lúc nào mà vô tình như vậy đó, rồi đặt lại vấn đề gọi là không biết tôi phiền não từ đâu, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn là vậy. Cho nên cái mình nói được, nhưng mà cái nói được mà mình làm được đó thì chỉ có cái thượng phiền não thôi. Cái phiền não hiển lộ là mình có thể mình ráng cố gắng được. Nhưng mà cái phiền não tứ trụ á, là đối với hàng thinh văn mới đoạn được nha. Còn hàng thinh văn mà phải đại A-la-hớn trả lời mới đoạn được. Còn hàng thinh văn mà mới tu như tụi tôi như vậy nè, tụi tôi tu vậy thì dĩ nhiên cạo đầu thọ tỳ kheo cũng gọi là tu theo đạo thinh văn đó, tu theo cái đường của thinh văn đang đi để tiến về địa vị Phật đó. Nhưng mà các vị nên nhớ, cạo đầu là cạo, mặc áo là mặc. Nhưng mà để môi cho được và đoạn cho được cái gọi là kiến nhất xứ địa, sắc ái trụ địa, hữu sắc ái thủ trụ địa, dục ái trụ địa là cả một vấn đề nha. Cho nên thầy tu nào mà mở miệng mà nói tôi hết phiền não là nói dối dữ lắm nha. Còn Phật tử cứ nói thôi thầy, sao ông thầy đóng tu mà ông sân quá trời, nó chửi tôi, nói ông thầy tu gì mà nói chuyện nặng nề, nói chuyện sân si, nói chuyện thua cái người người đời thí dụ vậy. Và các chị đâu có biết nói sân si mà tâm như thế nào. Còn có những người đời người ta nữa gọi là miệng thì nam mô, bụng chứa một bồ dao găm, hay là bề ngoài thân thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không dao, là sao? Cái gì nó nhớ. Cho nên chúng ta không thể nhìn ở bên ngoài mà chúng ta đánh giá được cái nội tâm tu tập của người nào đó ở bên trong đâu. Dĩ nhiên từ trong nó mới phát ra bên ngoài, có cái đó đều là có, nhưng mà nó chỉ trong một khía cạnh thôi. Còn trên tinh thần Phật giáo Đại Thừa có câu là nội bí Bồ Tát và ngoại hiện thinh văn, hay thậm chí mình nói nó sâu xa hơn đó, nội bí Bồ Tát và ngoại hiện giả xoa cũng có. Trong tâm người ta là Bồ Tát nhưng bên ngoài người ta giữ như giả xoa. Bởi vì giữ như giả xoa để trị cái đám lô la, cái đám mà ma trơi quỷ lộng. Chứ còn nếu mà lúc nào cũng thể hiện cái lòng đại từ, đại bi, đại tại, đại xã, thì để cái đám ma trơi quỷ lộng nó làm cái chi nó làm ư. Cho nên các vị nên nhớ, cái người có học đạo, cái người có hiểu đạo, cái người có hành đạo, thì cái nhìn của người ta nó hoàn toàn nó đi ngược hết với cái dòng đời. Còn cái người mà chưa học đạo, chỉ nghe lớn bì bõm vài câu, vài chữ, nghe một vài bài kinh, chưa có học đạo, chưa có hành đạo, chưa có hiểu đạo, thì coi như toàn là quan niệm theo cái sở kiến của mình. Mà cái sở kiến của mình là cái tàn hại của đạo đức.
vì nó nhớ rõ như vậy. Cho nên tôi thường hay giải thích cái câu chuyện mà các vị nó nhớ cái câu chuyện mà hai người dắt con lừa ra chợ bán đó. Hai cha con dắt con lừa ra chợ bán. Nói thôi, à, cha cái gia tài của cha có con lừa, với có đứa con với con lừa mà giờ con cũng lớn rồi. Cha cũng nuôi cho con ăn học để sau này thành gia thất với người ta. Thôi thì buộc lòng cha phải bán con lừa để lấy tiền cho con ăn học, để cho con khôn lớn, con thành gia thất. Thế thì hai cha con mới bàn như vậy, mới dắt con lừa ra ngoài chợ bán. Thì hai cha con mới dẫn con lừa đi, nhưng mà lừa thì cởi chứ sao mà dẫn được. Cho nên thằng con nó mới nói thôi cha leo lên lưng con lừa đi, con dẫn con lừa. Để cho cha cũng vui là bao nhiêu năm cha nuôi con lừa này, nhưng mà vì con để cho mới bán, thì con muốn cha leo lên lưng cha cởi trên con lừa, để con dẫn con lừa, để cho cha cũng có một cái niềm an ủi. Thế thì ông cha mới leo lên lưng con lừa, cho thằng con nó dẫn con lừa với ông cha đi cọc cạch đó. Gặp một số người đi bộ trên đường, nói trời ơi cái thằng cha gì mà không biết thương con. Cha gì không biết thương con, theo lẽ những cái gì mà hạnh phúc, những cái gì mà êm đẹp, những cái gì mà vui tươi, những cái gì mà nhẹ nhàng để cho con, chứ tại sao thằng cha gì không biết thương con, để cho thằng con đi bộ, thằng cha ngồi lên lưng con lừa. Thế thì người ta quở như vậy, cho nên ông cha không chịu không nổi, ông nhảy xuống, ông nói con leo lên lưng con lừa đi con leo lên lưng con lừa đi, để cha dẫn con, để thôi người ta nói cha không biết thương con. Thế thì con nó mới nhảy lên lưng con lừa, ông cha nhảy xuống dẫn lừa. Đi một đoạn nữa cũng gặp một số người đi trên đường, nói ô thồ thằng con bất hiếu, đồ thằng con bất hiếu, mày cha mày cực khổ nuôi nấng cho mày nên dốc nên hình, từ ngày má mày sanh mày ra cha mày tảo tần cực khổ để làm ra đồng tiền bát gạo manh quần tám áo nuôi mày, bây giờ mày ngồi chiếm chạy lên lưng con lừa để thằng cha mày dắt vậy thôi. Thằng cha bất hiếu, cái gia đình này không tôn ti tật tự, không nề nếp, không này kia, chửi quá trời, làm con nó chịu không nổi, nó cha con nhảy xuống. Thế thì hai cha con mới nói thôi vậy thì hai cha con mình nhảy hết lưng con lừa, hai cha con ngồi trển hết chứ làm sao bây giờ con. Thế thì hai cha con thượng hết lưng con lừa, nắm sợi dây cho con lừa đi tới vậy. Nặng quá mà cũng phải ráng con lừa nó đi. Thế thì gặp một nhóm người nữa đấy. Hai cha con ông này độc ác không ai bằng. Độc ác không ai bằng. Con lừa ba lớn vậy mà hai cái thây mập vậy mà leo lên lưng con lừa, độc ác lắm. Thế thì các vị nghĩ xử sự sao? Hai cha con mới nhảy xuống đó thôi bây giờ. Nhảy xuống, thôi giờ hai cha con mình đồng đi bộ hết dắt lừa. Hai cha con mới đi bộ dắt lừa, đi một đoạn nữa gặp một nhóm người nữa. Ủa, xưa nay lừa để cưỡi cho ai dắt vậy anh? Hai cha con anh ngu vừa vừa thôi chứ ngu gì ngu quá vậy? Lừa mà dắt là sao? Thì tôi hỏi các vị hai cha con này xử sự làm sao? Cuối cùng không biết cái xử sự làm sao cho nên mới lấy cái sợi dây trói lừa lại rồi chặt cái cây bên đường khiêng. Nó thôi bây giờ mình khiêng chứ không còn cách nào hết. Thế thì hai cha con mới đè con lừa xuống trói lừa lại, lấy cái cây sọt khiêng. Khiêng đi một đoạn đường nữa thì gặp một nhóm người nữa, nói anh à, lừa nó bệnh sắp chết, để nhà bằng thịt bán ký nào hay ký đó, chứ anh đem lừa sắp chết ra chợ tao biết lừa bệnh ai mua. Thì các vị thấy cuộc đời nó như vậy, các vị xử sao đây? Cha ngồi trên lưng con lừa thì người ta nói cha không biết thương con. Con ngồi trên lưng con lừa thì thằng con bất hiếu. Hai cha con ngồi trên lưng con lừa thì hai cha con độc ác. Hai cha con dẫn lừa đi bộ thì hai cha con ngu ngốc. Mà bây giờ trói lừa để khiêng ra chợ thì nó lừa bệnh ai mua. Thì các vị nghĩ cuộc đời nó là như vậy. Mà đó là những cái thành phần như vậy, là những thành phần thiển cận. Nhưng mà cái những người trí, những người bác sĩ, những người kỹ sư, những người có ăn, có học, có điềm đạm, có trí thức, có đạo đức,
Trong đó có những người không từng biết chữ, nhưng mà người ta có cái gia phong lễ giáo đạo đức. Người ta đứng ở trong nhà, người ta nhìn ra, người ta chỉ lắc đầu, ta cười. Cười gì? Cười cho cái số người mà đi trên đường mà vô tiền khoáng hậu, không đạo đức, không ý thức. Cho nên cái gì nói cũng được hết á. Còn những người đạo đức, những cái thức, giàu, người ta không biết chữ, nhưng mà ta đứng ở trong nhà, người ta nhìn ra, người ta ngao ngán cho cái miệng đời. Còn ngược lại, những người bác sĩ, những người kỹ sư, những người luật sư, những người có ăn có học mà có đạo, kèm theo đạo đức á, người ta thấy cũng mệt mỏi, người ta cho nên chỉ ta lắc đầu rồi ta đi. Bởi vì nó là hơi đâu mà cãi với thằng điên, hơi đâu mà cãi với đứa ngu, cãi với thằng điên, cãi đứa ngu, cãi với thằng sai, thì khác nào mình nhẹ thể với nó hay sao? Các vị thấy trên cuộc đời này, đó cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho đại chúng, để các vị thấy. Chứ mà ngày nay có danh từ gọi là nước giếng không phạm nước sông gì đó. Cũng hay. Đó cái chỗ đó để tôi chia sẻ cho các vị rằng, tất cả những thứ đó mà đó được gọi là phiền não. Phiền não là vậy đó. Thực tế là vậy đó, chứ đạo Phật không có nói cái gì mà bí mật và quyền bí hết trơn á. Nói thực tế vậy đó, chia sẻ vậy đó, phân tích rõ ràng vậy đó, để cho người ý thức, người có tu, có học, có nghiên cứu và có tìm hiểu, để biết rằng đạo Phật đạo như thật là như thật đó, như thật tri, như thật kiến, như thật giải. Như vậy trở lại vấn đề, tại sao khẳng khái rằng, nói rằng A-la-hớn, Bích Chi Phật, Bồ Tát vẫn còn phiền não? Bởi vì nếu không còn phiền não thì tức là thành Phật. À, mình khẳng định cái câu đó để mình trả lời cái câu ở trên. Nếu như hàng A-la-hớn, hàng Bích Chi Phật, hàng Bồ Tát còn phiền não trên mới gọi là A-la-hớn, mới gọi là Bích Chi Phật, mới gọi là Bồ Tát. Chứ nếu như không còn thì thôi gọi Phật luôn cho rồi. Các gì rõ chưa? Nói theo cái kiểu nó rõ ràng vậy, chứ không có nói mập mờ. Đạo Phật mà mập mờ là không phải đạo Phật. Tại sao A-la-hớn không gọi là Phật đi, gọi A-la-hớn làm chi? Tại sao Bích Chi Phật gọi là duyên giác, không gọi là Phật đi mà gọi là duyên giác làm chi? Bồ Tát tại sao không gọi Bồ Tát, không gọi là Phật mà sao gọi là Bồ Tát? Bởi vì tất cả hàng tam thừa này còn cái phiền não gọi là vô minh trụ địa. Hay nói khác hơn là còn bị cái ý sanh thân. Đây là những cái chương trước tôi giải thích rất rõ cái ý sanh thân. Cho nên tôi thương, tôi thật sự có nhiều lúc tôi ngồi tôi ngao ngán có, mà tôi tiếc có. Tiếc là Phật tử ngày nay đi chùa quá đông, nhưng mà nghiên cứu Phật giáo thì không mấy người. Thí dụ bây giờ tôi nói chữ ý sanh thân, chứ quý vị nghe nhiều người có thể tìm hiểu được, và nghe tôi giảng hôm nay được, thì coi như các vị còn mường tượng, còn thông những như thông, chưa phải là thông hoàn toàn, nhưng mà cũng còn có thể hiểu chút chút về ý sanh thân. Chứ còn nếu như cái người mà đi chùa chỉ tới gõ mõ tụng kinh, tới thắp nhang cầu nguyện không, mà nói ý sanh thân là coi như giống như con vịt nghe sấm vậy. Đâu hiểu ý sanh thân là cái gì. Rồi cứ nghĩ rằng những cái danh từ đó là những danh từ gì đó, nó cao siêu, nó quyền bí, nó bí mật không có. Cho nên tôi nhắc trở lại, từ hồi học tới bây giờ nó có những cái đoạn kinh đã trôi qua, nó nhắc hai cái thứ phiền não, hai cái thứ sanh tử. Thứ nhất là phần đoạn sanh tử, thứ hai là bất tư nghị biến dịch sanh tử. Cái phần đoạn sanh tử là nó thuộc về cái thô, cái thân ngũ uẩn này của tất cả chúng sanh trần đời này, ai cũng phải đi ngang cái đoạn đường gọi là phần đoạn sanh tử. Còn cái bất tư nghị biến dịch sanh tử, hay gọi là cái ý sanh thân đó, là dùng cho những cái hàng tu tập từ hàng thinh văn trở lên, các vị nhớ nha. Mà hàng thinh văn ở đây cũng không có nhất thiết là phải cạo đầu mặc áo như chúng tôi làm tỳ kheo trở lên mới gọi là vô cái hàng thinh văn. Mà ngay nơi các vị ở ngoài đời, mà các vị cố gắng dầu cái hình tướng các vị là cư sĩ, dầu có tóc, có râu, dầu là mặc áo gì bất cứ, dầu là còn ăn cha ăn mặn, dầu là còn có gia đình, nhưng mà nếu các vị cố gắng mà gọi là tu tập để chuyển hóa, để xa lìa cái phiền não từ từ,
dần dần thì cũng gọi là hàng thinh văn nha. Còn cái thinh văn như chúng tôi là chỉ thinh văn tướng, mà từ cái tướng cộng với để tu tập để cái tâm là cái điều may mắn hơn một chút. Nhưng bởi vì cái danh từ xuất gia nó có xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, nó hai cái nghĩa sau đó, phiền não gia và tam giới gia là cái nghĩa tột cùng nói về cái chữ xuất gia. Còn cái xuất thế tục gia đó, nó chỉ có một mình, nó đơn lẻ. Thì cái những người như chúng tôi từ khi bỏ gia đình, không có vợ, không con, không lục thân quyến thuộc, có nghĩa là từ giả gia đình, từ giả mẹ cha để mà đi xuất gia thì có là mới xuất thế tục thôi. Nhưng mà chưa hẳn xuất thế tục nữa, nhiều khi bỏ cái nhà nhỏ để vô ở cái nhà lớn sao? Có nghĩa là bỏ cái nhà cha mẹ mà vô ở cái chùa rồng phụng hiên ngang, hoành tráng quy gì đó, rộng lớn sao? Để cho các vị suy nghĩ. Như vậy cái hàng thinh văn, hàng có nghĩa là cái hàng mà có khởi cái tâm để đoạn trừ phiền não, thì gọi là bắt đầu cái đó gọi là ý sanh thân. Như vậy tôi xin trở lại khẳng khái lại một điều rằng, bởi vì nếu không còn phiền não thì tức là đã thành Phật. Như vậy tại sao gọi là A-la-hớn, tại sao gọi là Bích Chi Phật, tại sao gọi là Bồ Tát? Là vì tất cả các vị này còn cái gọi là vô minh trụ địa, hay còn gọi là ý sanh thân, hay cái cách khác hơn là biến dịch sanh tử. Tôi xin phép là nhắc đi nhắc lại hoài như vậy, để khi nào các vị rõ thông hết thì thôi, chứ còn bây giờ nói hoài còn mà có khi chúng ta cũng vẫn quên. Vậy thì những người thắc mắc hàng thinh văn duyên giác Bồ Tát xưa đã từng nghe các kinh nói đã phiền não đã tận, mà sao bây giờ nó phiền não còn? À, tại sao trong kinh đó là hàng thinh văn duyên giác Bồ Tát là tu tập là đạt tới cái chỗ hàng A-la-hớn là phiền não đã tận, việc làm đã xong, mà bây giờ tại sao mà trong kinh này nói như vậy rồi thầy lại phân tích như vậy? Thế nào người ta cũng sẽ có đặt câu hỏi. Người trí đặt câu hỏi theo kiểu người trí, kẻ si mê không hiểu biết đặt câu hỏi ngang tàng không hiểu biết. Nhưng mà tôi giải thích theo kiểu người trí. Người trí nói thưa thầy, chúng con hay là chúng tôi từng nghe nói là hàng A-la-hớn phiền não đã hết, việc làm đã xong, mà tại sao bây giờ trong kinh này rồi cũng như lời thầy giải thích là vẫn còn phiền não là sao? Kính thưa các vị, hàng A-la-hớn, hàng duyên giác, hàng Bồ-Tát, đúng phiền não đã hết, nhưng mà hết cái phiền não ở trong tam giới, các vị nhớ chưa? Hết phiền não ở trong cái tam giới này, còn đối với Phật quả thì cái phiền não chưa hoàn toàn sạch, bởi vì còn cái vô minh trụ địa. Bởi chưa hết cho nên gọi là ý sanh thân, gọi là A-la-hớn, gọi là duyên giác hay là Bồ-Tát. Giá như hoàn toàn mà sạch hết phiền não, sạch hết cái vô minh trụ địa thì gọi là Phật, chứ đâu cần gọi ba danh hiệu kia. Đó, tôi giải thích như vậy mà các vị không hiểu nữa, thôi tôi cũng chịu thua. Chứ còn khả năng tôi vậy, tôi giải thích vậy là quá trớn rồi đó. Giải thích một cách chân thành, giải thích một cái gọi là giảng trạch luôn rồi đó. Tiếp tục, Bạch Thế Tôn, có hai loại Như Lai tạng không trí. Một, không Như Lai tạng là hoặc lìa, hoặc thoát, hoặc khác tất cả phiền não tạng. Thì tôi đọc tới cái câu này, tôi mới tra trong cái nguyên bản của gọi là Hán cổ, Hán văn á, cái bản ngày xưa nó bằng chữ Hán á, thì cái nguyên cái câu đó như thế này: Thế Tôn, không Như Lai tạng, nhược ly, nhược thoát, nhược dị, nhất thiết phiền não tạng. Thì mới dịch ra là không Như Lai tạng, và Thế Tôn, không Như Lai tạng là hoặc là lìa, hoặc là thoát, hoặc là tất cả phiền não tạng. Như vậy thì không Như Lai tạng còn một cái cách gọi khác gọi là phiền não tạng. Vì tự thể của phiền não tạng nó vốn hư vọng, cho nên mới gọi là không,
toàn tuyệt vời chưa? Như hồi nãy tôi đã phân tích rồi đó. Bởi vì lìa, bởi vì thoát, bởi vì khác phiền não, có nghĩa là lìa được phiền não, thoát được phiền não, và khác phiền não có nghĩa là đối lập, là không còn phiền não, thì mới gọi là không Như Lai tạng. Hai, bất không Như Lai tạng là Phật pháp không thể nghĩ bàn, mà quá hơn số các sông Hằng, không lìa, không thoát, không chi khác. Cái pháp bất khả tư nghì được nhận thức bởi trí tuệ đã giải thoát của Phật. Chữ pháp mà cái đây là ý nói là cái pháp bất khả tư nghì, pháp không thể nghĩ bàn. Pháp không Như Lai tạng là Phật pháp không thể nghĩ bàn. Nghĩ bàn là cái pháp mà được nhận thức bởi trí tuệ đã giải thoát của Phật. Ngay cả hàng Thinh Văn, hàng Duyên Giác, thậm chí hàng Bồ Tát nhận thức được, nhận thức bằng cái tính tâm mà thôi, chứ có nghĩa là chưa thể tự chứng nghiệm. Ghi nhớ. Cho nên Như Lai Tạng ở đây nó có hai nghĩa cần thiết. Thứ nhất là vì lìa, vì thoát, vì khác tất cả phiền não, cho nên gọi là không Như Lai Tạng, hay còn gọi là pháp thân. Thứ hai là đầy đủ công đức vô lượng vô biên, cho nên nói là không lìa, không thoát, không khác, mà công đức nhiều chứ các sông Hằng, gọi là bất không Như Lai Tạng. Như vậy thì mình nói như không Như Lai Tạng nó có hai mặt, đứng về mặt phiền não và đứng về mặt công đức. Như vậy ở chỗ này là cái pháp tu nè, để kết thúc cái bài mà hôm nay tôi giảng đây, cái chỗ này là pháp tu. Như vậy pháp tu của chúng ta tu hành đó, nó có hai mặt, mặt tiêu cực và mặt tích cực. Mặt tiêu cực là mình tu để đoạn trừ hết cái phiền não. Mặt tích cực là mình tu để tạo đầy đủ công đức. Đó, để tôi muốn nói cái chỗ đó để cho các vị nhớ có hai mặt cần cần làm. Như vậy các vị nên nhớ, tất cả khi chúng ta nghe một bài pháp của một vị thầy nào đó giảng, hay là nghe một đoạn kinh nào bất cứ thầy nào giảng, phải chúng ta phải rút ra được cái cốt lõi cuối cùng của cái bài pháp đó. Như vậy cái chương này, cái bài pháp này, cốt lõi cuối cùng là để nhắc lên hai cái vấn đề. Tôi xin nhắc lại hai vấn đề: một mặt là tiêu cực, một mặt là tích cực. Như vậy mặt tiêu cực là tu để diệt hết phiền não, mà mặt tích cực là tu để tạo công đức, để làm lợi lạc chúng sinh. Nếu như tu chỉ diệt hết phiền não thôi, thì như vậy không khéo chúng ta chỉ gọi là manh nha bại chủng. Mà cái chỗ này thì thường hay dụ cho đưa ra để ý nói cái hàng Thinh Văn á, người ta tu ta chấp nhận tới cái chỗ mà xả cái ngã thôi, người ta không đi tới nữa, cho nên ta chỉ đoạn cái mặt phiền não hết, chúng ta cho là phiền não đã hết, việc làm đã xong. Như vậy phiền não hết là hết cái phiền não trong tam giới, việc làm đã xong là xong cái việc làm trong tam giới, chứ còn mà đi tới nữa họ không đi, thì như vậy cái đó là mặt tiêu cực. Mà cái điều mà đối với đạo Phật cần đó là cần ngoài cái sự tu tập đoạn trừ phiền não cho chính tự thân, mà cái cần thứ hai là phải tạo công đức làm lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên nếu như tu hành chỉ một bên, chỉ diệt phiền não mà thôi, thì gọi là manh nha bại chủng. Như vậy thì cần cái điều thứ hai là tạo công đức. Tạo công đức là gì? Phải làm lợi lạc chúng sinh. Mà làm lợi lạc chúng sinh ở đây đó, hiện tại cũng như tương lai, lợi trong cho chúng sinh có lợi mình, lợi người, lợi hiện tại cũng như vị lai, thì như vậy mới gọi là lợi lạc chúng sinh. Còn lợi lạc chúng sinh mà để cho chúng sinh nó ăn không ngồi rồi, để cho chúng sinh nó làm biếng làm nhác, để cho chúng sinh nó vô tiền khoáng hậu về sau, nó làm những điều tội lỗi về sau, như vậy là mình tiếp tay tạo ác. Cho nên trên tinh thần đạo Phật đó là cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo, mà cứu nghèo chứ không thể cứu khổ. Như vậy cái điểm của đạo Phật nó cần là cứu, ngoài cái chuyện cứu ngặt cứu nghèo, nhưng mà quan trọng của đạo Phật là phải cứu khổ ban vui. Nó nghèo quá mình cứu nó, nhưng mà cứu cho nó, nhưng mà mình có cứu khổ nó được không? Nó ngặt quá mình cứu nó, nhưng mà mình cứu nó có thể nó làm biếng. Giống như cái anh mà tôi nói á,
nó dám dựng cái mái nhà, nó mượn cái mái nhà tranh của người dì nó đi bán ve chai, nó bắt mẹ nó ngồi nó viết võng để nói là mẹ nó sắp bại sụi, mẹ nó sắp là coi như liệt xương sống, mẹ nó sắp là coi như là chết tới nơi mà chưa có cái nhà, để nó nhờ cái lòng thương hại của người ta như vậy đó. Thì bây giờ các vị tiếp tay cho nó thì các vị tiếp tay cho kẻ ác, tiếp tay cho cái ác để rồi nó làm biến, nó chỉ ngồi đó nó làm những video, nó làm những cái YouTube để nó kêu gọi, để nó có cái, nó cái ăn cái đồng tiền xương máu người ta, ăn đồng tiền mồ hôi nước mắt người ta, mà trong khi nó làm biến làm nhát, nó tối ngày nó ẻo, nó lả, nó bê, nó bói, nó ăn mặc thì coi như là con trai nó không ra con trai, con gái nó không ra con gái, rồi nó coi như là tối ngày giũa móng tay, mà trong khi á nó đóng tuồng là nó đi lượm ve chai, nó nuôi mẹ nó, mẹ nó sắp bại liệt vân vân. Thì các vị nghĩ như vậy đối với tinh thần đạo Phật chúng ta không được dùng cái lòng từ bi mà không trí tuệ. Dùng lòng từ bi phải có trí tuệ, dùng lòng từ bi giúp người, cứu người, để cái sự tồn vong cái nền đạo đức cho con người, thì cái từ bi đó mới là từ bi của đạo Phật. Chúng ta tu hạnh bố thí là tốt để tạo cái phước lành, nhưng mà nếu bố thí giống như chúng ta dùng cái hạt mà chúng ta gieo ở trên cái mảnh đất mùng, mảnh đất tốt, thì cái hạt đó nó mới sanh trưởng. Còn các vị mà tôi bố thí mà các vị đem cái hạt giống các vị thải trong lòng biển, thì làm sao mà lòng biển có thể trưởng dưỡng một cái cây được. Chúng ta dùng cái hạt giống chúng ta liền ra sa mạc thì làm sao cái cây nó lên được mà gọi là tốt. Cho nên đối với tinh thần đạo Phật, bố thí nó đi liền với trí tuệ, từ bi nó đi liền với trí tuệ, nhẫn nhục nó đi liền với trí tuệ, tinh tấn nó đi liền với trí tuệ, vân vân. Tất cả tu hành đạt tới cái chỗ đoạn trừ phiền não và tích cực làm cái việc tu tập công đức là hai cái điều cần phải làm. Bạch Thế Tôn, hai không trí này là đại thinh văn có thể tin ở Như Lai, còn không trí của tất cả La Hán Bích Chi Phật thì bị chuyển đảo trong bốn cảnh giới không điên đảo. Cho nên tất cả La Hán Bích Chi Phật vốn không thấy được, vốn không đạt được trạng thái tất cả khổ diệt. Chỉ Phật mới chứng được, mới loại được tất cả phiền não tạng, tu con đường diệt tất cả khổ. Đó là cái đoạn cuối của cái chương thứ 9. Bây giờ tôi giải thích cái chỗ này mà các vị nên nhớ. Hai không trí này của Đại Thinh Văn có thể tin ở Như Lai, còn không trí của A-la-hớn thôi đó, Bích Chi Phật thì bị chuyển đảo trong bốn cảnh giới không điên đảo. Các vị nhớ chuyển đảo là cái gì? Điên đảo là cái gì? Mà xưa nay chúng ta nghe trong danh từ nhà Phật có danh từ gọi là điên đảo cảnh giới, là cảnh giới điên đảo. Thì dịch ra đó, chữ điên đảo còn có nghĩa là vinh bám. Vinh, V-E-N, vinh bám. Hay còn cái gọi danh từ khác nữa trong kinh gọi là phan duyên. Mình bị điên đảo, mình bị vinh bám, mình bị phan duyên trong bốn cái cảnh. Bốn cảnh gì nè? Bốn cảnh gì? Không biết trong này có ai nhớ không? Đâu ai nhớ thử cho ý kiến trước. Cái chỗ này cần lắm nè. Tôi xin ngừng một phút để tôi rót trà tôi uống, rồi cho các vị nào hay nhớ được bốn cảnh giới điên đảo ghi một câu thôi là tôi biết có nghiên cứu hay không. Từ hồi xưa giờ Phật tử nghe nhiều, đi chùa nhiều, đọc kinh nhiều đó, mà nhớ nói bốn cảnh giới điên đảo, thử các vị nhớ không? Ai nhớ một cái điên đảo thôi là có nghĩa là từng có nghe, từng có nhớ. Bốn cảnh giới điên đảo là cái gì? Đó, bởi vậy là các vị chịu thua rồi, lấy nghe. Chịu thua rồi phải không? Cho nên các vị Phật tử thấy chưa? Có những khi tôi không có chê các vị đâu nghe, nhưng mà các vị nhớ là không tu mà không học đạo thì không biết tu, không biết đường tu nghe. Nhưng mà học đạo mà không tu thì cũng càng tệ lậu nghe, nghĩa như nó phải luôn luôn nó như vậy. Nhưng trước tiên thì bây giờ chúng ta phải học đạo, chúng ta mới biết đường nào để mình đi. Tôi xin trở lại bốn cảnh giới điên đảo. Thứ nhất là chúng sanh trên trần đời này
vô thường mà cứ cho nó là thường. Cảnh giới này nó vô thường mà ta cứ cho nó là thường. Rồi cho nên ta tham gì mà tham quá đi, tại vì chúng ta cứ nghĩ nó là thường. Vô thường mà cứ cho nó là thường cho nên mới khổ, mới điên đảo. Thí dụ bây giờ như bản thân tôi nói thiệt các vị, tôi không có tu hành bao nhiêu hết á, nhưng mà bây giờ tôi quán chiếu như nào, tôi nói trời ơi, bây giờ mình 40 ngoài rồi, mình cũng coi như hơn nửa đời người rồi, bây giờ còn lại nhắm mình sống được bốn mấy tuổi vậy nữa không, sống được 40 mấy năm nữa không, đã nói hơn nửa đời người rồi, đó là mình nói theo cái kiểu còn hơi ỷ lại đó. Chứ còn nói theo kiểu Đức Phật thì Đức Phật nói làm sao, mạng người sống trên hơi thở mà. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Một giờ phút coi như là mình bất giác thôi. Thí dụ bây giờ một giờ phút ra đường, bất giác một cái thôi, xe anh ập tới, mất mạng như chơi. Hay là thí dụ như tôi mập mạp như thế này, một giờ phút vô thường chúng tôi đi sụp một cái miếng gạch nào đó, sụp xuống một cái, đứt mạch máu não, chết như chơi. Thế thì thế gian này nó vô thường đó chứ. Nhưng mà mình cứ nghĩ nó là thường. Bữa nay tôi muốn cái này, bữa mai tôi muốn cái nọ, bữa nay muốn có ngôi chùa cho to, bữa nọ muốn cho có tượng Phật cho đẹp, bữa kia muốn cho có cái xe hơi, bữa nọ muốn có cái nhà lầu, bữa nọ tôi muốn có một cái tiệm lớn, bữa nọ tôi muốn có một cái nhà ở tiểu bang này cho mướn, nhà kia tiểu bang kia cho thuê, vân vân. Tôi muốn đủ thứ hết. Bởi vì mình không thấy vô thường, mình cứ nghĩ nó là thường, cho nên gọi là điên đảo vọng tưởng. Đó là một cái điên đảo. Thứ hai là cuộc đời này nó là khổ mà mình cứ nghĩ nó là vui. Khổ lắm chứ. Thổ nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra mà. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu, trắng răng cho đến bạc đầu tử sanh, kinh cụ nó làm nao mấy lần. Vân vân, khổ chứ. Bây giờ á, hồi trẻ khổ theo kiểu trẻ, lớn lên khổ theo lớn lên, già khổ theo kiểu già, bệnh khổ theo cái kiểu bệnh. Cuộc đời này nếu nhìn về cái mặt tướng á, thì có lúc nào vui đâu. Bây giờ trẻ thì khổ theo kiểu trẻ, rồi lớn, vừa lớn lên tuổi cập kê thì khổ. Thương ai đó người ta không thương lại khổ. Tương tư không biết cái làm sao, muốn vẽ mà chơi vẽ được nào. Khi đứng, khi nằm, khi nhắm mắt, khi ngồi, khi tưởng cái chim bao. Khổ đó chứ. Rồi bắt đầu có chồng, có vợ, rồi bắt đầu sanh con, đẻ cái, rồi bắt đầu khổ đó chứ. Rồi thời gian rồi mình sanh con mình lớn lớn chút, mình trở thành một người lớn tuổi, hơi lớn tuổi, bắt đầu nó xuống cái độ trăng tròn, nó xuống tuổi đẹp rồi. Bắt đầu mình sợ ông chồng mình, đi kiếm người khác, vân vân, là coi như mình đã khổ đó chứ. Rồi bây giờ bắt đầu chưa nói kể là mình bắt đầu bắt lớn lên rồi già, mắt mờ, tai điếc, lưng mỏi, gối dùng. Rồi làm ăn thịnh, suy, vinh, nhục, thành, bại, được, mất, khổ đó chứ. Rồi khi bệnh, khổ đó chứ. Dần dần, như vậy đời này nó là khổ, mà mình cứ nghĩ nó là vui, cho nên mình đắm đuối theo, tìm, cầu, ham, muốn. Như vậy thì nó không điên đảo là gì. Đó là hai. Cái thứ ba là vô ngã, tưởng đâu nó là ngã. Cái thân này chúng ta nó vô ngã, tôi nói cái thân này thôi nó vô ngã, nhưng mà ai xỉ vào mặt chửi, cái thằng thiện tài, mày là con heo, mày là thằng tu không ra gì, mày là cái thứ ăn cho mập thay, mày ngủ cho nhiều, khổ đó chứ. Nhưng mà hiểu lại nó có cái gì gọi là thiện tài đâu, nó vô ngã. Nếu một ông thiện tài này, ông khi ông còn là thể thất phách mà thác là tinh anh, nhưng mà Nguyễn Du đã nói cái câu còn là thể phách thác là tinh anh. Khi còn thân và tâm như thế này, còn hoạt động, còn hơi thở ra thở vào, còn mắt mở tay lắng nghe, miệng nói, mũi thở như thế này, thì coi như là mình tưởng đâu nó là ngã đó chứ, nhưng mà thật sự nó lại là vô ngã. Khi cái thân và tâm nó còn dính liền với nhau như thế này, nó còn hoạt động như thế này, thì giá như tự nhiên cái con mũi hay là con bù hông nó bay vừa tới, thì cái sự trạng thái của cái tâm nó tự động nó
nhắm mắt lại, lông nheo nó nhắm liền, ngoại trừ nhắm không kịp, chứ còn nó có một sự tác động từ xa liền. Hay là cái lỗ tai khi còn sanh tiền như thế này, đâu có con kiến, con muỗi nào mà chui vô, nó lỡ chui vô rồi, các vị thấy cái lỗ tai nó lùng bùng lùng bùng lùng bùng lùng bùng lùng bùng lùng bùng lùng bùng, chừng nào nó chết, nó chết ở trong đó, hoặc là mình môi nó ra được, thì mình mới cảm thấy nó nhẹ được. Nhưng mà tới khi mà không còn hơi thở, nhắm mắt tắt hơi rồi, thì coi như là từ cơ quan giác quan, tất cả từ con mắt, cái lỗ tai, lỗ mũi đều hoàn toàn là bất động chết hết. Vừa chết thôi thì con kiến nó chui vô lỗ tai, vừa chết thôi thì con kiến nó môi con mắt nó ăn vân vân. Nếu như mà nhà mình có kiến, có riệp, có này kia nọ, trong khi còn sống nó bò, nhưng mà nó không bò vô, dám bò vô con mắt, nó không dám bò vô cái lỗ tai, bởi vì nó có một sự phản ứng, một cái sự giác quan ở trong đó. Như vậy cuộc đời này nó vô ngã, mà mình cứ cho nó là ngã, cho nên mình mới điên đảo. Cái cuối cùng là cái thứ tư là bất tịnh, mà mình tưởng nó là tịnh. Bất tịnh là như tôi đã giải thích, là bất an, bất bình, bất mãn, bất như ý. Chứ không phải chữ bất tịnh là dơ nhớp không thôi. Giảng theo kiểu từ chương á, cái thì cái chữ bất tịnh nó như là dơ dái, dơ quế kia. Nhưng mà chữ bất tịnh này nó sâu lắm. Bất tịnh nó bao gồm cho bất an, bất bình, bất ổn, bất như ý. Vậy mà mình cứ tưởng đâu nó là được an, được ổn, được như ý, cho nên mình mới đắm đuối theo. Đắm đuối theo. Nhưng khổ A. Khổ A là từ bấy lâu xưa ta thả mồi bắt bóng, ta gầy dựng tương lai trên mảnh đất khô khan. Cuối cùng là tương lai của mình tưởng đâu nó là hy vọng, nó là viễn vông, nó là trông chờ, nó là mong đợi. Nhưng mà cuối cùng rồi có cái gì gọi là trông chờ, gọi là mong đợi, gọi là hy vọng được đâu. Phàm sở hữu tướng đều là hư vọng đó. Cho nên phải vội chúng ta phải tập cho mình cái trạng thái xa lìa. Thôi tới đây đủ rồi. Như vậy là hết cái chương thứ 9 rồi nha. Chương thứ 9 nó ngắn như vậy. Ngày thứ 7 chúng ta học chương thứ 10. Còn mấy chương nữa cố gắng học thì nó sẽ hết cái bộ kinh Thắng Mang này. Cảm ơn các vị lắng nghe. Và chúc lành nữa các vị. Mong các vị cứ việc chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Đối với tôi, trước sau tôi tuyên bố tôi vẫn giữ lập trường là không phải tôi cần các vị chia sẻ để lợi ích cho tôi, để đi kiếm 5-3 đồng cái gì đó trên mạng đâu. YouTube thì mới có tiền, chứ còn mà Facebook thì không có tiền đâu. Mà YouTube thì tôi cũng không có cần mà cho tiền, gọi là để có tiền đâu, mà cần cho các em nó làm để truyền bá lời kinh Phật chân lý này cho nhiều người nghe thôi. Thành ra tôi cho phép một lần nữa là tất cả các huynh đệ, ai cảm thấy hay, cảm thấy có ý nghĩa thì cứ đem đăng cho tất cả mọi người cùng nghe. Rồi nếu mà được có cái duyên lành, được tiền, được bạc gì đó là các vị hưởng. Không, tôi không cần điều đó đâu. Tôi cần cái danh đó là để chi? Cái danh để cần cái danh để truyền bá chánh pháp, chứ tôi không phải cần cái danh hư để kiếm cái lợi nhỏ nhặt đâu. Tôi là ngang tàn lắm, tôi cần cái lợi lắm, cái danh lắm. Nhưng mà cái lợi, cái danh của tôi là làm cái việc cho đạo. Chứ danh lợi mà để đi kiếm nhỏ nhặt 5-3 đồng để mà đi ăn tiền bẩn là tôi không cần đâu. Cái này nói thiệt vậy đó. Còn nếu như giá như có cái danh, có cái lợi là cần cái lợi chung, cái lợi ích tồn vong của đạo pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.